Bố khỏe thật đấy, ước gì con có đôi càng to khỏe như bố. Rồi con cũng sẽ có đôi càng giống bố. Thật vậy hả bố? Ở đây sáng nào mà tớ chặt tập thể dục chỗ này. Tập thể dục gì mà hai cái càng bé tẹo lại lóng không thế kia chứ. Nhưng còn hơn cậu, cua gì mà chỉ có mỗi một càng thế. Mình có hai chiếc càng chứ. Đâu, cho tớ xem hai chiếc càng của cậu nào. Thì đây, hai chiếc càng của mình đây. Ôi ôi, nhìn đôi càng hai chữ T oai hùng của cậu ấy kìa. Sao lại là hai chữ T? Thì bên to bên teo chứ sao. Cậu xem kìa, có ai có đôi càng như của cậu không? Sao càng cậu ta bên to bên nhỏ thế nhỉ? Ừ đúng đấy. Sao thế? Sao lại thế? Có chuyện gì mà con buồn vậy? Bố ơi, vì sao chúng ta lại có một chiếc càng to và một chiếc càng nhỏ? Đó là món quà mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta còn ạ. Thế sao ông trời không cho chúng ta cả hai càng bằng nhau hả bố? Nếu cả hai chiếc càng đều lớn, có phải sẽ làm được nhiều việc lớn có ích hơn không? Mỗi chiếc càng đều có tác dụng của nó, chúng đều giúp ích cho chúng ta. Không, con muốn cả hai chiếc càng cùng to khỏe cơ. Ngủ đi con. Ôi, không thể chờ thêm được nữa. Ngày sáng mai mình sẽ lên đường, phải tìm cách để có được đôi càng như ý. Thank you.
sao không? Để anh kéo em lên. Đừng sợ, anh sẽ nghĩ cách. Kêu em sợ có anh cứu giúp. Chuyện nhỏ mà. Anh đi đây. Nếu có hai chiếc càng to khỏe, chắc chắn sẽ giúp được nhiều người hơn. Ăn may thôi, cái cẳng bé tí ấy thì làm được gì? Có ai không? Để tôi giúp cho. Tôi đừng mạnh tay như vậy, đất đá lở hết rồi. Cậu cứ yên tâm, mình sẽ cẩn thận hơn. Tính thêm. Cậu có đôi càng thật là lợi hại, vừa khỏe mạnh vừa khéo léo. Cảm ơn cô con nhé. Oh!
nữa mình đã trở thành bữa tối của lão cò già rồi. Mỗi chiếc càng đều có tác dụng của nó. Càng to cho còn sức mạnh, càng nhỏ thì khéo léo. Kết hợp với nhau, chúng sẽ giúp ích cho con nhiều hơn. Cảm ơn bố, con hiểu cả rồi. Tớ có hai chiếc càng, càng to này, càng nhỏ của tớ này. Bố, nhìn con này. Giỏi lắm. Lần rồi, ở đây nguy hiểm lắm. Này Mỹ, có muốn ra cầu đá tập bay không? Chả có gì ngoài đấy hết, mau về thôi con. Hả? Ở nhà mẹ phần nhiều cá lắm. Hả? Nói là rồi đây này. Tốt. Đẹp quá. Mau tập đi, cao nữa lên, đập cánh. 1, 2, 1, 2. Mỹ, mệt không con? Tiếp tục luyện tập. Nghỉ đã. Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm. Được rồi, vào nghỉ đi con.
Trời thế nhỉ? Phải chăm chỉ luyện tập, rồi con sẽ có nhiều hơn thế. Không sao, không sao. Lần sau cháu cẩn thận hơn nhé. Vâng ạ. Mí ơi Mí, ra tập bay cùng bọn tớ đi, vui lắm. Thả con ra, thả con ra. Nào, con bách giang mẹ. Cánh ra, đập mạnh đi Mí. Con có muốn có nhiều cá tươi không? Nào Mí, tập trung nhìn bố. Trước hết, bước rộng chân ra, hay cánh giang rộng hướng lên cao, đập mạnh xuống. Muốn có đôi cánh mạnh mẽ dẻo dai, con cần phải luyện tập chăm chỉ. Mí, giang rộng cánh ra, tập trung vào. Con không phải làm gì cả, đã có mẹ đây rồi. Đúng quá, mẹ bảo con không phải làm gì cả. Này Mí, chẳng phải con đã bay được rồi sao? Hãy nhìn các bạn con kìa. Chúng chỉ toàn nghịch dại thôi. Trước sau gì chẳng bay được, chỉ làm khổ con tôi. Được rồi, được rồi. Mẹ đánh chừa hòn đá nhá. Con không chịu đâu. Mí của mẹ ngoan, đừng khóc nữa.
đập cánh đi con. Mỹ, đập cánh đi con. Con cần làm chủ đôi cánh, cảm nhận cơn gió, mặt biển sẽ nâng đôi cánh con lên.